Tĩnh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi sáng ngày 24 tháng 9 năm 2018, ngày 24 tháng 9 năm 2018, cửa hàng Âm Tĩnh Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách đến từ Tiên Nữ Hưng Yên. Vâng, anh Nguyễn Văn Quỳnh, anh đến từ Tiên Nữ Hưng Yên về cửa hàng Âm Tĩnh Hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh đã thẩm âm và sắm cho mình hai sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là một cặp loa Diatone DS503 và thứ hai là một chiếc âm ni Sansui 607XDCAT. Xin lỗi, 607 LS cha. Vâng, sản phẩm thì đã được những vị khách hàng cùng thẩm âm với cửa hàng Thanh Hạnh. Vâng, hiện diện bên cửa hàng vẫn có những đoàn khách đang ngắm những sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là một cặp loa Diatone DS503. Vâng, cặp loa này thì quý vị và các bạn có thể ghép để hát karaoke. Loa được sử dụng 3 đường tiếng, 1 bát 30, 1 trung đôm rất gấu, 1 chiếc và có 2 vi tinh chỉnh phía trước. Vâng, cặp loa thì có trọng lượng rất là nặng. Dòng Diatone 501, 503 và 505 có chất âm rất tuyệt vời khi được phối ghép cùng với những chiếc âm ni dòng Sansui. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh lựa chọn được những sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh, vừa là quảng cáo những vị khách đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng. Vâng, chiếc âm ni Sansui 607 LS cha và một cặp loa Diatone DS503. Đây là một đoàn khách đến từ Hưng Yên. Vâng, đi theo đoàn. Tôi nhìn bà nhiều lần quay rồi. Trẻ thế này không gọi bà. Cứ gọi bà dần dần vừa. Vâng, bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì còn rất nhiều các sản phẩm và hàng vẫn tiếp tục về trong ngày để phục vụ quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn đang được kê sắp để rất nhiều hàng, rất nhiều các sản phẩm. Vâng, do trung thu nên là cửa hàng chưa làm được biển bảng. Alo nghe đây. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết. Cặp loa Diatone DS503 và một chiếc âm ni Sansui 607 LS cha cũng đã có chủ theo anh Nguyễn Văn Quỳnh về Tiên Nữ Hưng Yên ngày 24 tháng 9 năm 2018. Mọi chi tiết quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có rất nhiều các sản phẩm. Vâng, xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.